Chiều ngày 1 tháng 5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Quý ngụ ở huyện Vạn Ninh để điều tra xử lý về hành vi giết người. Trước đó, tối 30 tháng 4, tại một khu nhà trọ thuộc thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, anh Bùi Nguyễn Phúc Hùng và chị Cao Thị Minh Thu đang nhậu và hát karaoke trong phòng. Quý trọ ở phòng bên sang nhắc anh Hùng mở nhạc nhỏ âm lượng lại. Tuy nhiên, chị Thu nói hôm nay là ngày lễ nên để cho hát thoải mái chút. Không đồng tình, Quý liền về phòng cầm theo con dao dài 25cm, chạy sang chụp cổ áo và đâm anh Hùng khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ.